Chị Mập thân chào tất cả các em. Các em ơi, đã lâu rồi chị Mập không có đăng clip về Wixi. Tại vì các bạn biết làm sao không? Khi mà cách ly một cái ấy, là phong tỏa một cái ấy, thì là chị Mập không có thể ra ngoài shop ở được. Shop thì là nhà mẹ của chị chứ không phải là shop đó là chỗ chị ở. Chị ở khu khác, còn cái shop đó là nó ở khu khác. Cho nên khi mà cách ly thì không thể nào chạy ra được. Tại vì phong tỏa họ đóng chốt hết luôn, không có ra được. Thì chị Mập không có ra, cho nên là không có Wixi để chị Mập quay ngày ngày quay cho các bạn xem về những cái mẫu gì, hay là chị Mập sẽ tạo một combo hay là làm một cái gì đó để quay cho cái kênh của chị nó đỡ bị nhàm chán. Nhưng mà do là không thể ra được, ở nhà chỉ có những cái Wixi mà chị Mập sưu tầm thôi, những cái đó thì chị Mập đã quay rồi cho nên là chị Mập cũng không quay lại. Thì hôm nay chị Mập có quay một cái clip này là để khoe với các bạn. Cái này là bên cái này là bên Điền Quân, bên YouTube ấy. Họ tặng cho chị mà chị Mập cũng không biết là cái gì luôn. Thì trưa hôm qua nằm ngủ thì thấy kêu là đi ra chốt. Bây giờ chỗ chị Mập là không thể nào gửi hàng đi được. Nhưng mà hàng những chỗ khác ấy, nếu mà gửi đến mà qua khỏi những cái kho mà không bị phong tỏa thì đến chỗ chị Mập được. Nhưng mà không có giao đến tận nhà, chỉ có là ra chốt lấy thôi. Có nghĩa là sẽ có từng chốt ở những cái đầu hẻm, đầu đường hay gì đó thì ra chốt lấy. Thì chị Mập hôm qua đã ra chốt lấy là công ty giải trí Điền Quân này. Đó, đây có logo của Điền Quân. Chị Mập cũng chưa có khui thử xem là ở trong đây nó là những cái gì nữa, không biết là họ tặng cái gì. Như Tết ấy thì chị Mập thấy là họ sẽ tặng mứt, còn cái này thì không biết là họ tặng cái gì đây. Để chị Mập gỡ ra nha, ngưng lại chị Mập gỡ ra nha. Rồi, chị Mập đã gỡ nó ra rồi đây. Qua cái mất cái lớp bọc chống sốc kia thì chúng ta nhìn thấy rất là rõ đúng không? Stay at home có nghĩa là ở nhà đi, đừng đi đâu hết. Những cái mùa dịch như thế này thì đừng đi đâu hết. Ở nhà đi, ở nhà là an toàn nhất. Chỗ chị Mập bây giờ rất là phải nói là rất là nguy hiểm. Xung quanh chị Mập có nhiều ca bị nhiễm là đã chết rồi đấy. Rất là nhiều ca luôn, tại vì khu chị Mập ở là khu công nghiệp, rất là nhiều công nhân. Chỗ chị Mập ở xung quanh khu chị Mập ở tới 3 khu công nghiệp lận. Cho nên là nhiều công nhân lắm. Mỗi một buổi sáng mà công nhân họ đi làm á, họ giống như là ong vỡ tổ ấy, kín đường luôn. Cho nên là khi mà dịch một cái mà không ngăn chặn kịp thời thì sẽ rất là ghê. Đó, chung tay chống Covid. Đây, trước bối cảnh dịch bệnh này này. Thì không biết là ở trong đây là có cái gì. Không biết trong đây là có cái gì. Ôi ào. Có mì tôm. Mì của ông Konomen luôn nè. Có mì tôm nè. 4 6 10 12 14 15 gói mì tôm. Một chai nước tương. Một chai nước tương, đôi khi các bạn biết không, đôi khi mà chúng ta sống ở trong cái thời mà không gọi như là không, cái này chúng ta sẽ gọi là thời dịch, là thời loạn đấy. Thì những cái này chúng ta không thấy nó quý đâu, nhưng mà khi mà ở trong thời dịch như thế này rất là quý. Chị Mập thậm chí là không thể đi ra khỏi nhà được, không thể đi ra khỏi nhà, vừa ra ngõ một cái là có cái chốt rồi. Chỉ có những người khác họ tiếp tế đồ ăn đến, là những cái khu khác, cái khu không dịch đấy thì tiếp tế đồ ăn đến với chị Mập thôi. Chứ còn chị Mập không thể nào đi ra khỏi nhà được luôn. Một chai tương ớt. Và cái gì đây? Một chai dầu hào. Đó, và một chai nước mắm. Thì rất là cảm ơn bên Điền Quân nhá. Những cái món này bình thường thì chúng ta thấy nó không quý đâu, nhưng vào cái mùa dịch như thế này thì thật sự nó rất là quý. Rất là quý luôn. Nếu mà chúng ta không đi mua đồ ăn được ấy, ở nhà mà có gạo ấy, chỉ cần nấu cơm lên và chấm cái nước mắm này cũng được. Đó. Rồi các bạn ơi, trong cái mùa dịch như thế này ấy, thì các bạn hạn chế đi ra đường nhá. Nếu mà có việc gì để chúng ta phải đi ra đường ấy, thì chúng ta nhớ là 5K, khẩu trang đàng hoàng nhá. Tại vì cái mùa dịch này, cái con Covid này nó không chừa ai đâu. Nó không chừa một ai, nó không kén một ai đâu. Khi mà chúng ta không bảo vệ kỹ thì chúng ta sẽ nguy cơ là lây nhiễm rất là cao. Nên là các bạn nhớ là hạn chế đi ra đường để bảo vệ sức khỏe của mình cũng như là gia đình luôn nha. Thì chị Mập, khi nào mà chị Mập bán lại ấy, thì chị Mập sẽ đăng, có một cái bài đăng ở trên Facebook và trên YouTube. Với lại là hiện tại ấy, thì khi mà chị Mập nhận được, khi mà xã báo xuống là mùng 2 tháng 8 là bên chị Mập có thể là sẽ gỡ phong tỏa. Nhưng mà hiện tại
Hôm qua hôm nay thì cái ca lây nhiễm rất là cao và có phát hiện thêm nhiều ổ dịch nữa, thì chị mà không biết rằng là sẽ mùng 2 tháng 8 sẽ được mở lại hay là không. Cho nên là khi nào mở lại thì chị Mập sẽ báo với các bạn sau nhé. Còn bây giờ thì bye bye, tạm biệt các bạn nha.